Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của LTG. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với nội dung của bộ phim Đố phá thương khung. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. ở tập trước mọi chuyện của Vân Lam Tông lúc này cũng đã kết thúc Tiêu Viêm vì hao tổn đấu khí quá độ hắn đã được Hải bà Đông cùng mọi người đưa trở về Đế đô để trị thương mở đầu cho tập phim những đệ tử của Vân Lam Tông lúc này đều có một vẻ mặt suy sụp Nam Lan yên nhiên thở dài một tiếng rồi nói Lão sư người định làm như thế nào Vân Vân cười khổ lắc đầu rồi nói còn có thể làm sao người đối với Tiêu Viêm chẳng lẽ còn không biết sao lần này là hắn xem trọng tình cảm của ta với người cho nên mới không làm cho Vân Lam Tông chảy máu thành sông nhưng giải tán Vân Lam Tông đã là giới hạn của hắn nếu là ở trong lúc này lại tiếp tục xuất ra biến cố chỉ sợ hắn sẽ huyết tẩy vân lam đối với vân vận mà nói những việc trước đây vân lam tùng đã làm với tiêu xa kết cục như bây giờ được xem là quá tốt đẹp vân vận thở dài một hơi rồi nói nói với đại tử vân lam Tông đi đi trong vòng một tháng nhanh chóng ly khai lúc rời đi hãy đưa cho mỗi người một khoản tiền lấy thực lực của bọn họ chắc chắn cũng có năng lực kiếm sống sau chuyện phát sinh ở trên vân lam tông chỉ ngắn ngủi có mấy ngày chuyện này đã chuyển đi khắp mọi ngó ngách của xà ma đế quốc chỉ trong nháy mắt đó toàn bộ đế quốc má đã nổi lên trên một cơn sóng to gió lớn vân Vân Lam Tông tại Đế quốc Sa Mã là một thế lực đáng sợ ra sao, hầu hết mọi người đều biết cả. Mấy năm nay bởi vì có Vân Sơn tọa chấn, lại làm cho thanh thế của Vân Lam Tông càng vang dội. Thế nhưng mà hiện giờ lại truyền ra tin tức xung động nói là Vân Lam Tông sắp sửa giải tán tông môn. Đối với người dân ở Đế quốc Sa Mã mà nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện lớn kinh thiên động địa nhất. Mà dưới việc truyền đi ồn ào huyền náo này, thì Tiêu Sa cùng với Tiêu Viêm là nhân vật chính gây sao chuyện này cũng đã được toàn bộ mọi người ở Sa Mã Đế quốc biết đến. Đối với cái tên này, một số người cảm thấy vô Vô cùng xa lạ không biết gì thế nhưng một số có trí nhớ tốt lại có thể nhớ được đó là cái tên đã quật khởi như là một ngôi sao chổi tại đế quốc xả mã ba năm trước sau khi tin tức vân lam tông phải giải tán không được bao lâu thì liền bắt đầu có các đại tử của vân lam tông rời tông xuống núi sau đó ẩn nấp thân phận trở thành thành viên bình thường của đế quốc ngày sau bọn họ cũng không thể dựa vào thân phận trước mà đi khỏe với mọi người nữa ngắn ngồi chỉ trong vòng nửa tháng đã có đến khoảng bảy tám phần mười đại tử vân lam tông rời đi mà núi vân lam cũng đã bắt đầu từ chỗ xâm nghiêm trong quá khứ mà trở nên vắng vẻ trong mắt của mọi người tại đế quốc gia mã chỗ này trước đấy được coi là thánh địa tù luyện thế nhưng ngày sau sẽ lại trở thành một tòa núi bình thường có lẽ theo sự trôi qua của thời gian ngay cả cái tên vân làm Tổng cũng sẽ dần dần bị lãng quên đi theo năm tháng một tông môn đã từng hiểm hách tại đế quốc gia mã đến mấy trăm năm cứ như vậy mà lặng lẽ suy tán tiêu viêm sở đây đã trở thành anh hùng của cả đế quốc gia mã mỗi ngày đều có những thế lực của đế quốc gia mã mang theo vô số lễ vật đến đây chúc mừng sau một thời gian dài bất tỉnh cuối cùng tiêu viêm cũng đã tỉnh lại sau khi thương thế khỏi, Tiêu Viêm liền đi gặp mọi người ở Tiêu phủ. Với thương thế nghiêm trọng như vậy, không chỉ đấu khí bị hào cán, lực lượng linh hồn cũng bị tổn hào nhiều. Cũng may Tiêu Viêm có căn cờ vững chắc, nếu đổi lại là người khác e rằng đã mất đi nửa cái mạng rồi. Tiêu Đình nhìn thấy Tiêu Viêm cười rồi nói, cứ từ từ không cần nóng nảy, chỉ cần không lưu lại gì chứng là được, hết thảy sẽ đầu vào đó mà thôi. Ngươi là người trọng yếu nhất của Tiêu gia, không thể có chuyện gì được. Tiêu Viêm gật đầu trầm ngâm một lúc rồi nói, vẫn làm Tông như thế nào rồi? Nghe đến chuyện này, thân sắc của Tiêu Lệ trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói đã gần như là giải tán rồi nhưng mà vẫn còn có một số người chắc phải nửa tháng nữa mới xong sau đó bà huynh đại tiêu viêm trò chuyện hàn huyên cùng nhau một hồi lâu hiện giờ việc vân lam tông đã muốn giải quyết xong như vậy lo lắng kế tiếp cần nói chính là tình thế của tiêu gia ngày sau tại đế quốc sa mã rồi tuy nói thành thế hiện giờ của tiêu gia tại đế quốc sa mã đại trấn thế nhưng đối với tiêu viêm mà nói thì còn chưa đủ hắn đã từng hứa với phụ thân là sẽ làm cho tiêu gia chân chính cường thịnh trở lại cường thịnh hơn bất cứ lúc nào ở trong quá khứ trong đại sảnh rộng rãi một tiếng cười giả Nua đột nhiên chuyển tới, thân hình của Hải Bà Đống chợt chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người rồi nói: "Ha ha, tiểu tử kia, xương cốt của ngươi còn khá cứng rắn, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất cũng phải tính dưỡng một tháng mới có khí lực để nói chứ, không ngờ hiện tại qua nửa tháng đã khôi phục một ít lực lượng, thật làm cho người khác kinh ngạc." Tiêu Viêm nghe được những lời này của Hải lão liền nói: "Lần này tuy rằng bị thương nặng nhưng ta cũng có chút thu hoạch, ta dường như mơ hồ chạm tới tấm chắn của đấu hoàng cấp bậc." Nghe vậy sắc mặt của Hải Bà Đống vui mừng, chợt chép miệng kinh thán, thở dài rồi, rồi nói: "Ngươi tiểu từ này Khi nói đại chiến cùng vân sơn bậc là cường xả này đối với ngươi có lợi ích không nhỏ thế nhưng mà không nghĩ được rằng lại có thể khiến người đụng chạm đến bình trường đấu hoàng có thể nói đây cũng chính là cơ duyên của tiêu viêm nhờ có trận đại chiến sinh tử này mà tiêu viêm trong thời gian dưỡng thương hắn đã chạm được đến cấp bậc đấu hoàng hải lão liền nhắc nhở tiêu viêm cho sau khi thương thế của người khỏi hắn thì người hãy thử đột phá tới đấu hoàng tiêu viêm nghe vậy liền gật đầu rồi hỏi hải lão không biết hải lão đã từng nghe qua thế lực hồn điện không nghe vậy hải ba đầu ngẩn ra trong lộ ra vẻ trầm ngấm một lát sau mới nói hồn điện thần bí cường giả xuất hiện ở phần làm tông chính là cường giả của thế lực này sao cái thế lực này trước đấy ta thật sự chưa từng nghe quá nhưng trong lúc người bị thương ta có thu thập một chút tình báo tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng có thể biết được thực lực của cái thế lực này phi thường lớn mạnh hơn nữa lại thần bí quỷ dị chuyên môn săn bắt một ít linh hồn thẻ cường đại đã bị mất đi thân thể ở trên toàn bộ đại lục trong mắt của tiêu viêm lóe ra ánh sáng lạnh nhẹ giọng sẽ nói hiện giờ cha ta cùng với lão sứ đều rơi vào trong tay của bọn họ hơn nữa theo ý tưởng của bạn hắn dường như đối với tiêu gia ta cảm thấy rất là hứng thú ngày sau có lẽ sẽ còn phải cường xả đến đây thấy tiêu viêm có xem trong thực lực của vân lam tông trước đó hay lão liền nói đừng xem vân lam tông ở trong đế quốc thế mạnh như vậy nhưng tại đại hội tông phái năm năm một lần ở vùng tây bắc đại lục đại ngộ cũng chẳng tốt lắm nghe vậy tiêu viêm ngẩn người hắn chưa từng nghe qua có một đại hội như vậy nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của tiêu viêm Hải bá đông cười một tiếng rồi giải thích phạm vi của sa ma đế quốc chúng ta vừa vặn nằm trong phạm vi của tây bắc đại lục mà ở trong vùng đất tỏ lớn này ít nhất có gần trăm quốc gia lớn nhỏ mà Sama đế quốc chỉ là một trong số đó trong từng đế quốc đều có ít nhất hoặc nhiều một số tông môn thế lực có thực lực không kém công vào cũng là nhiều vô số không đếm được mà đại hội tông phái này là từ một số thế lực cực mạnh của vùng tây bắc đại lục tổ chức mục đích cũng không phải hảo tâm gì chính là một số người có xa tầm lớn muốn đem tất cả các thế lực trong vùng tây bắc thống nhất lại sau đó trở thành một tồn tại đủ để so sánh với các thế lực đỉnh cấp khác ở trên đại lục lần đầu nghe được những điều bí mật này không chỉ có tiêu viêm về mặt kinh ngạc bọn họ lăn lộn ở trong trong đế quốc nhiều năm như vậy lại không chút nào biết được mấy tin tức này sau khi trao đổi cùng với hải bà đông đoạn thời gian tiếp theo tiêu viêm vẫn chưa một lần đi ra ngoài mà vẫn an tính đợi ở bên trong tiêu phủ tập trung vào việc điều trị thương thế nếu muốn tại sa ma đế quốc thành lập một thế lực mạnh mẽ hơn vân lam tông thì chắc chắn phải có đủ thực lực để làm kinh sợ vô số thế lực cũng như là cường giả sống trong đế quốc nếu không đạt được điều này thì kết quả chờ đợi hẳn là sẽ một hồi chê cười mà thôi cũng trong thời điểm tiêu viêm an tâm tĩnh dưỡng trên đỉnh vân lam sơn rốt cuộc là cũng trở nên vắng theo đông đảo vân làm tông đại tử ly khai một số người vẫn nghĩ rằng chuyện tiêu viêm xá sổ vân làm tông là tin vịt giờ đây đã hoàn toàn tin đó là chuyện có thật một tông môn hiểm hách tại sa Ma đế quốc mấy trăm năm giờ đây đột nhiên bị giải tán hoàn toàn tại sa mã hoàng thánh ở một chỗ an tính trong đại điện gia hành thiên cùng yêu giả công chúa đều có mặt ở trong đó thỉnh thoảng co mày nhờ rộng nói chuyện với nhau yêu giả nói vân vân đã mang vân làm tông đại tử ly khai Ngày sau vân Lam tông cũng chỉ còn lưu lại trong lịch sử của sa mã đế quốc mà thôi gia hành thiên khẽ gật đầu nhưng nét mặt cũng không có gì tươi tính ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về một phương hướng nào đó bên trong đế đô lẩm bẩm nói tuy rằng lần này đã diệt trừ được vân lam tống một đầu mãnh hổ thế nhưng lại xuất hiện thêm một người thực lực vừa mạnh mẽ hơn lại trẻ tuổi hơn không biết chuyện này đối với sa mã hoàng thất mà nói là họa hay là phúc đấy yêu ra sau một lúc trầm ngâm cũng chợt thở ra một tiếng cười khổ rồi nói chuyện này quả thực cũng khó nói nếu chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta căn bản không có khả năng diệt trừ vân lam tông gia hành thiên sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói ta nhận được một tin tức cho thấy rằng tiêu viêm cũng có ý xây dựng một thế lực mới tại đế quốc đến lúc đó chỉ sợ lại là thêm một phần làm tổng thứ hai xuất hiện yêu dạ suy nghĩ một hồi liền đáp nếu dựa vào thực lực của chúng ta thì không thể ngăn cản hắn chi bằng chúng ta hãy giúp hắn một tay để sau này có thể đạt được những mục đích mà chúng ta muốn nghe đến đây gia hành thiền cũng suy nghĩ một hồi rồi hắn cũng quyết định đồng ý với yêu dạ về chuyện này tới đây thì tập phim của chúng ta đã hết rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo